Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh cùng loạt sao Hoa Ngữ So Kè thực tích phòng vé. Là diễn viên truyền hình như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Dương Mịch đua nhau so kè thực tích phim ảnh. Dịp Tết năm nay, loạt diễn viên phim truyền hình đều góp mặt trong các phim điện ảnh như Dương Tử, Nhiệt Nhiệt Cổn Thang, Triệu Lệ Dĩnh Điều Thứ 20. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi có dịp so kè thực tích của thần tượng mình trong mảng doanh thu phòng vé. Thứ nhất, Triệu Lệ Dĩnh. Theo giải trí Soho, doanh thu phòng vé tích lũy của các phim Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mốc 3 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh có 3 bộ phim sắp ra mắt: Hồ Lang Chi Lộ do Ngụ Bách đạo diễn, Tâm Sự của Kiều Nguyên của đạo diễn Triệu Đức Giận và Tương Viên Lộng của đạo diễn Trần Khả Tân. Tuy nhiên, nhiều người phản đối con số này vì thực chất loạt phim điện ảnh Triệu Lệ Dĩnh góp mặt đều chỉ là vai phụ. Nếu tính nhất phiên, doanh thu tích lũy của nàng Tiểu Hoa chỉ mới vượt quá 100 triệu nhân dân tệ mà thôi. Dương Mịch. Theo thống kê từ những nguồn chưa chính thức của người hâm mộ, doanh thu phòng vé của Dương Mịch đã cán mốc gần 8 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, phần lớn lợi nhuận đến từ 3 phần của phim Tiểu Thời Đại và lồng tiếng phim hoạt hình. Ngoài ra, những bộ phim hot gây tiếng vang lớn và đem lại doanh thu khổng lồ như Ám Sát Tiểu Thuyết Gia cũng không phải do Dương Mịch đóng chính. Dương Tử. Dương Tử là sao nữ có khá ít tác phẩm điện ảnh. Tuy vậy, nếu tính cả vai diễn phụ trong Nhiệt Thiệt Cổn Thang năm nay, nữ diễn viên đã tích lũy được 7 tỷ nhân dân tệ doanh thu phòng vé. Con số khá đáng gờm đối với những đồng nghiệp cùng lứa, thậm chí vượt xa các đàn chị đi trước. Sắp tới, Dương Tử sẽ tiếp tục góp mặt trong một bộ phim khác của Giả Ninh. Nội dung nói về vực buôn bán đa cấp rất hot hiện nay.